gì chú bác ơi, mua bút ủng hộ người khuyết tật. Tôi đội ơn cô dì chú bác nhiều lắm. Cô cho con 2 cây. Dạ. Dạ, của cô 20. Có cần thối tiền không vậy cô? Dạ không thối đâu cô. Cảm ơn cô nhiều. Ủa, vậy mới mua ủng hộ 2 bà cháu đó hả? Nhưng họ tội nghiệp quá. Trời ơi, tội nghiệp gì 3 cái thứ đó chị không biết rồi. Mấy cái thứ đó là lừa đảo không hả? Chị nhìn đi, bà già đó chưa chắc mù thiệt đâu. Còn con nhỏ kia, tay chân lành lặn không kiếm cái nghề đàng hoàng. Mấy người đó chỉ lợi dụng lòng thương hại của người khác để kiếm tiền thôi. À cô ơi. Cô, có gì không cô? Thật là ngại quá. Hồi nãy cô đưa dư mà tôi không có thấy đường. Tôi thì mù, còn con nhỏ cháu tôi thì nó câm, nên nó rất là bất tiện. Nó mới cho tôi hay á, nên tôi trả lại cái tiền dư cho cô nè. Dạ không cô, đây coi như tấm lòng của con, hai người cứ nhận đi ạ. Không có được đâu cô. Cô cháu tôi không dám nhận đâu cô ơi. Cô cháu tôi đi bán, cô cũng đi làm, đồng tiền kiếm rất là khó khăn. Có ủng hộ bà cháu tôi á thì mua bút dùng là tôi cảm ơn nhiều lắm rồi. Tôi gửi lại cô. Thôi, đúng là chuyện lạ đó. Chị cần tìm thông tin của 2 bà cháu ấy, em giúp chị nha. Chi vậy? Chị tính giúp đỡ thêm hả? Thôi chị ơi, chị cho chắc gì người ta nhận. Mà cũng hay, thời buổi giờ mà còn có người chia tiền, đúng là nghèo mà còn sỉ. Em đừng nói như vậy. Nếu mà người ta không nhận tiền thì mình sẽ tìm cách khác. Ví dụ như bây giờ 2 cô cháu ấy có một tiệm văn phòng phẩm nhỏ thì họ sẽ không phải lang thang cực khổ nữa. Ủa, nói vậy không lẽ chị định... Thật ra họ không nghèo đâu. Họ không giàu tiền bạc, nhưng họ giàu nhiều thứ khác quý giá hơn như thế. 是不多留我想